Theo ghi nhận của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm ngày 28 đến ngày 29 tháng 10, nhiều nơi ở miền Bắc đã có mưa, riêng miền Trung như Nghệ An, Đà Nẵng, Quảng Nam đã có mưa lớn kéo dài. Một số trạm khí tượng đã đo được lượng mưa lớn như Mường Giang, Sơn La là 109,6mm, Hưng Phú, Nghệ An là 213,2mm, Cương Giáng, Hà Tĩnh là 160mm. Theo các chuyên gia khí tượng, tâm điểm của đợt mưa này là khu vực từ Nam Nghệ An đến Quảng Ngãi. Trong các ngày 30 và ngày 31 tháng 10, khi không khí lạnh ở phía Bắc tràn sâu xuống miền Bắc và miền Trung, triều cường ở vùng biển Nam Bộ vẫn khiến mực nước biển có xu hướng tăng thêm. Dự báo ngày 30 tháng 10, mực nước cao nhất tại trạm Hải Văn Vũng Tàu có thể đạt đỉnh là 4,2 m và độ cao sóng ở ven bờ có thể đạt 1 đến 2 m. Từ ngày 31 tháng 10, mực triều vẫn cao nhưng bắt đầu xu hướng giảm. Tại thành phố Hồ Chí Minh, triều cường có thể đạt báo động 3 vào sáng sớm và buổi chiều. Người dân sống ở khu vực trũng thấp thuộc đường Trần Xuân Soạn, Huỳnh Tấn Phát, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh cần chủ động giảm thiệt hại do triều cường trên sông Sài Gòn và kênh tẻ dâng cao.